Xin kính chào cô chú chị đã quay trở lại với kênh Hiền Toyota. Thì hôm nay em chỉ sẽ review về một bạn có thể nói là top đầu trên số của Toyota thời điểm hiện tại. Nó bán chạy đến mức mà hiện tại nếu như mà cô chú chị mua mới á, thì phải đặt hàng mới có. Thì đây là bạn Corolla Cross phiên bản V, là phiên bản cao cấp nhất của dòng máy xăng. Bạn này sản xuất năm 2021 nhưng mà lăn bánh năm 2022. Thì để em chỉ quay cận cảnh bạn này cũng như là cập nhật giá bán cho cô chú chị xem nha. Bạn này vừa mới đi được có 26.000 km thôi, rất là ít luôn. Bởi vì xe mới mua nên là đăng kiểm cũng rất là dài, còn tới tháng 7 năm 2024 lận. Màu chủ đạo của xe là màu bạc, màu rất là sạch luôn và thể thao nữa. Ngoài những đồ chơi công nghệ hiện có trên xe, chủ đã trang bị thêm cho mình là cặp bi gầm nè, rất là sáng luôn. Xe bản V thì bản cao cấp nhất mà, nên là có rất là nhiều công nghệ. Đó là cam 360 nè, cảm biến trước sau đầy đủ, rồi cảnh báo làn đường, rồi cảnh báo điểm mù, ga tự động tích hợp tự dẫn làn đường luôn. Đây, xe này được trang bị là 4 vỏ Michelin nha. Đây, camera 360 độ nguyên bản luôn nha, cái này là không độ nha, nguyên bản theo xe. Với khối động cơ 1.8 thì bạn này tiêu hao tầm 7 lít rưỡi tới 8 lít cho 100 cây thôi. Nếu như mà cô chú chị mình đi nhiều ga đó thì cũng rất là tiết kiệm, không có tốn nhiều nhiên liệu đâu. Đây nè, chủ đã trang bị thêm cái ốp carbon rất là thể thao này, này ốp nắp bình xăng luôn. Và đây nữa nè, những chiếc xe rất là phong cách luôn. Màu này thì cũng rất là sạch, khó dơ, sơn zin lên đến 90% luôn nha. Đây nè, đây mí cản còn nguyên luôn nha, mí cản còn nguyên luôn, cảm biến trước sau đầy đủ, cốp là cốp cơ nè, độ mấy cái ốp carbon rất là thể thao. Đây là bộ bánh sơ cua, bánh sơ cua chắc chắn là chưa hạ rồi, xe vừa mới đi mà. Đây quay con nội đầy đủ luôn, ốc án là còn nguyên hết. Xe hiện Toyota là cam kết không đâm đụng gặp nước cũng như là bung rã động cơ. Đây, gầm bộn rất đẹp nha. À, em chỉ chưa nói là chính là xe này là biển số tỉnh nha cô chú chị, xe biển số tỉnh. Nội thất của xe thì màu đỏ mận rất là sang luôn. Màu đỏ mận này mô phỏng theo cái màu da của những chiếc Maserati rất là đẹp. Trần là trần nỉ màu đen, rất là sạch, sang, cửa sổ trời đầy đủ luôn. Như bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 820 triệu. Thì với mức giá này thì cô chú chị đã tiết kiệm gần 100 triệu so với việc mua xe mới rồi. Bởi vì giá niêm yết mua xe mới thì đâu đó tầm 860 cho một chiếc xe mới, đó chính là chưa tính thuế nha. Đây, 26.000 km nguyên bản luôn, ga tự động, giữ làn đường, đây, cảm biến đầy đủ luôn, rất là nhiều công nghệ. Thì ở phiên bản V này màn hình nó sẽ to hơn so với phiên bản G, cam 360 luôn, rất đẹp, ghế cũng rất là cứng luôn. Anh chủ đã giữ xe rất là kỹ nên là những chiếc xe như mới vậy đó. Thì để em chỉ quay phần động cơ cho nhà mình xem luôn. Khối động cơ 1.8, xe nhập Thái Lan nguyên chiếc, rất là sang trọng, zin lên đến từng con ốc nha cô chú anh chị, cực kỳ zin luôn. Xe đẹp, giá tốt, lại có xe đẹp giá tốt mà lại có ngay nữa, nên là nếu như mà cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một bạn Corolla Cross thì hãy đến ngay Hiền Toyota chi nhánh 806 lộ 13 nhánh Bình Triệu để xem xe cũng như là trải nghiệm thử xe nha. Nếu như mà cô chú chị nào cần tư vấn thì hãy liên hệ ngay với số hotline là 0901 777 888, liên hệ ngay trực tiếp với anh Thọ là giám đốc cửa hàng để được tư vấn nhanh nhất. Thì cảm ơn cô chú chị rất là nhiều đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Em chỉ xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Nếu như mà cô chú anh chị nào thấy thích thì hãy bấm like, share cũng như là bấm chuông
để cập nhật những video mới nhất của kênh nha. Em Vy xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lần sau.